chiếc này mới giáp bánh luôn rồi cả nhà, chiếc Kubota M6000 nè. Đó, chiếc này là hàng zin luôn nha, rất đẹp luôn cả nhà. Cái đùi sao em nói nha, đùi sao em nói quá đẹp luôn đó nha. Chiếc này thì công mới về 4 cái lớp thì khỏi chê rồi, 16.9 trừ 30 màu, nó mâm mâm nó là mâm zin nè. À, zin thì chưa có xương tuốt gì lại hết, chưa có gì hết. À, trước thì cũng là zin nó luôn. À, 9.5 trừ 24. Cái đùi sau này ta lái trợ lực luôn nè. Đây khung sườn đấy cả nhà, cái khung sườn em nói nè. Nói chung xe hàng bãi về là về nè cả nhà. Đó, lúc trước thì mình có lên clip mình thấy chiếc xe thì nó nằm quỵ xuống, bây giờ là nó đẹp như thế này đây. Chiếc này là 6.174 giờ chạy. Phần trên đó nè. Trên gầm xuống về đây thì cái ống này là cái ống mái che mà bên nước ngoài thì người ta vận chuyển về người ta không có tháo ra nữa nha, ta cắt luôn đứt cho luôn, không có để vậy. Thì chiếc này thì mới ráp lên thôi, mới ráp bánh lên chặt chỗ á, bên khơi ráp bánh lên thôi, chưa có gì hết cả nhà. Rồi để lên mình coi chiếc xe này là dọn xịt giữa lại nó đẹp như thế nào nha. Rồi. Em này là 4 máy đó cả nhà. Đó, hệ thống dây điện đây. Thì bên kho thì về giữa lại là kiểm tra dây điện rồi là chạy là test ok hết. Thì cả nhà bạn nào có thích thì cứ alo ha. Để biết thêm chi tiết và giá cả xe em nói nha cả nhà, hoặc là cho mình cái bình luận nha. Đó, em nói đây. Để đây cả nhà. Đó, cái đùi em nói nè. Rồi mình tiếp tục mình vô trong cũng có một chiếc 6000 ở trong nữa cả nhà, để cho cả nhà so sánh ha, hai con ha. Ở đây thì có hai con này đẹp thì mình vô quay tiếp cho cả nhà xem ha. Hiện tại thì kho bãi này có hai con nha cả nhà, thì quá trình mình đi vô thì nó cũng hơi chật, cả nhà cũng thông cảm ha. Bên đây thì có chiếc Yanma IM7000 nè, chiếc này hàng zin thì khỏi nói rồi. Đó, chiếc này thì đẹp đó cả nhà. Để mình vô đây mình tiếp tục cho cả nhà so sánh hai con. Thì hiện tại hai con xe 6000 Kubota thì con này thì rất đẹp ha. Đó, thêm chiếc này cho cả nhà xem nha. Thì bạn nào có nhu cầu thì có hai chiếc này thì cả nhà cứ tha hồ mà lựa nha cả nhà. Đây. Đó, em này thì mâm zin, 4 cái lớp cũng là ok luôn. Máy móc thì nước sơn này kia đồ zin hết luôn. Tay lái trợ lực thì hệ thống thì nó cũng như chiếc kia thôi, số cơ ben cơ, tay lái trợ lực.
máy thì nó cũng giống y máy thôi. Đây để mình lên mình cho cả nhà xem lại nha. Đó, chiếc hình thì mà. Đó. Cho cả nhà xem lại chiếc này nha. Đó, cái bô của nó đây, sơn. Bức sơn em nó còn thì thấy còn rất đẹp luôn cả nhà, tại vì là để ngoài nắng thì nó bạc bạc, có cái màu của nó thì nó bạc bạc vậy thôi chứ nó không có cái gì hết cả nhà. Rồi, lên cho cả nhà xem cái số giờ em nói nha. 2373 giờ cả nhà. Thì nước ngoài về thì cũng vậy cả nhà, đa số là cái phần cái mui này nè bị cắt hết rồi, không có để, không có tháo cả nhà. Bên đó là về là người ta cứ đụng tới đâu ta cắt tới đó thôi. Về Việt Nam mình thì hãy thích mui thì cứ hàng lại thôi, hàng là thay lại như thế nào đó. Bên đó người ta nhập về là một con vậy thôi. À, cái mâm em nói chiếc này thì mâm nó là mâm zin. Zin hết luôn cả nhà. Ốc yết rồi là zin, còn là còn hình dáng của nó là màu xanh nha. Cái đùi em nói thì khỏi nói rồi, con này thì khỏi nói sạch sẽ rồi. Chiếc này thì có máy móc thì test là hơi là đầy đủ hết. Là ok luôn. Mà giá cả thì nó cũng cứng so với xe bình thường ha. Thì tại vì xe bãi mà, xe mà đẹp mà, xe đẹp zin thì giá nó bắt buộc giá nó phải cao. Rồi bên đây thì có chiếc đây nè, Isaki 8000 cả nhà. Rồi bên đó, bên này có chiếc Mexico San 3060 luôn. Rồi chiếc đây chiếc có cũng cái chiếc Mexico San này cả nhà. 194-4. Rồi chỗ mình đứng bên đây là có chiếc Isaki 9000 luôn. Nói chung là kho bãi này thì rất nhiều xe cả nhà. Ở ngoài đó thì có chiếc Mexico San 362. Kế bên đây là chiếc FX28D nè cả nhà. Đó, rất nhiều xe cả nhà. Rồi mình cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều ha. Thì mình cũng chia sẻ cũng nhiều clip ở kho này. Thì có những chiếc này hàng zin rất đẹp, thì bên đây thì cái kho này không có dọn cả nhà. Giáp thì lên mênh mông luôn. Rồi mình cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều.